quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng về số tiền gần 2 tỷ thực hiện di nguyện của cố nghệ sĩ Chí Tài. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ, trong đám tang cố danh hài Chí Tài, gia đình đã có mục đích dùng tiền phúng điếu để giúp đỡ bà con bị thiên tai tại Việt Nam và nhận được 83.000 đô. Anh trai nghệ sĩ Chí Tài cho biết toàn bộ số tiền đã được chuyển đến Hoài Linh vào ngày 22 tháng 2, 2021. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thay mặt gia đình để làm từ thiện tại quê nhà. Tuy nhiên, đến hiện tại nhiều khán giả vẫn chưa thấy nam danh hài chia sẻ về việc này. Sáng nay, nghệ sĩ Hoài Linh cũng lên tiếng làm rõ mục đích và hướng dùng số tiền này ở thời điểm hiện tại. Trong video gửi các cơ quan báo chí, nam danh hài cho biết đã tách bạch số tiền gần 2 tỷ đồng của gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài ra khỏi khoảng 14,67 tỷ đồng do các mạnh thường quân quyên góp, vì người dân đã ghi rõ mục đích đóng góp là gì khi chuyển khoản. Nam danh hài khẳng định sẽ thực hiện đúng tâm nguyện của người tri kỷ quá cố, cũng như đảm bảo uy tín, niềm tin với người nhà cố nghệ sĩ Chí Tài và người hâm mộ, hứa không làm mẻ một đồng nào để không phụ lòng tin của mọi người. Được biết, sau khi người anh tri kỷ qua đời, danh hài Hoài Linh luôn lộ rõ nét buồn, khuôn mặt kèn hơn hẳn vì nhiều tuần liên tục không ngủ được. Suốt một tháng kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài về nơi yên nghỉ cuối cùng, nam danh hài chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày, khiến nhiều người xót xa. Cuối cùng, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết sẽ công bố các video và chứng từ minh bạch toàn bộ số tiền mà mọi người đã quyên góp. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự đáng tiếc vì đã chậm trễ vì những lý do ngoài ý muốn, gửi lời xin lỗi đến mọi người và mong khán giả tin tưởng vào sự minh bạch của anh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.